Còn cái chuyện mà cứu một mạng người còn hơn xây 10 cảnh chùa thì xin thưa cái đó là nhân gian họ nói chứ trong kinh tạng không có nói. Còn quý vị muốn biết cái nào hơn cái nào á, xin hỏi quý vị như thế này. Chúng ta phân ra cái quả báo chúng ta biết liền à. Đầu tiên á, quý vị cứu một mạng người á, cái quả báo nó có thể đưa đến giải cái quả giải thoát giác ngộ hay không? Nó có đủ phước để mà đưa quý vị đến cái quả giải thoát giác ngộ hay không? Phải xem lại nha. Phải xem lại nha. Trừ khi cái người mà chúng ta cứu ở trong kinh tạng đó là gì? Một vị chánh đẳng chánh giác, một vị độc giác, một vị thinh văn giác, một vị thánh. Thì cái chuyện chúng ta cứu mạng một vị thánh nó sẽ đủ phước đưa chúng ta đến quả vị giác ngộ giải thoát. Còn cứu người phàm ấy, phước không đủ, không đủ phước. Cái thứ hai là cái chuyện mà chúng ta xây chùa để có cái nơi truyền bá chánh pháp, để thờ kính Tam Bảo, nó có thể đem lại cái quả giác ngộ giải thoát hay không? Thì xin thưa là có. Như vậy đó, hơn kém nhau là quý vị biết liền. Thành ra cái câu này nói thì chỉ nói cho vui, nói kiểu thiên hạ họ nói với nhau để họ đẩy mạnh cái chuyện là đề cao cái chuyện là cứu người thôi, chứ còn thực tế nó không có đúng. Không có đúng. Nhưng mà đương nhiên xét đi cũng phải xét lại. Thứ nhất á, là cứu ai à, cứu là cứu ai, cái đối tượng cứu nó cũng rất là quan trọng à. Cái thứ hai, xây chùa nhưng mà xây bằng cái tâm gì? Như một số nơi họ bỏ tiền ra họ xây chùa nhưng mà vì mục đích là để biến đó thành một cái nơi du lịch tâm linh. Thì xin thưa là cái phước đó phải xem lại à. Cái phước đó phải xem lại. Lại thêm một điều nữa, nó còn tùy thuộc vào cái chuyện là cái tâm của mình ấy, cái tâm của cái người làm cái điều phước thiện đó, cái tâm của họ là tâm gì, tâm thiện hay bất thiện. Thêm một cái vấn đề nữa là cái mục đích của họ khi họ làm các điều thiện đó, họ làm với mục đích gì. Thì một cái điều thiện chúng ta làm nó ràng rịch bởi rất là nhiều những cái điều kiện để nó quyết định là cái thiện pháp của chúng ta nó là hướng thượng hay hướng hạ, nó cho nhiều quả hay là cho ít quả. Cho nên chúng ta không thể nào chúng ta nhìn một chiều, chúng ta nói một chiều. Xin lặp lại nhớ giùm, cái này không phải là câu của sư mà cái này là ở trong kinh nha. Trong kinh như Đức Phật nói, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng.